Hello guys, cô bé Phương xin chào tất cả các con Các con yêu quý trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng chữa cái bài thi dự đoán mức độ đầy thi thật phát triển đề minh họa năm 2024 đề số 4 của cô Mai Phương nhé Như vậy là chúng ta vừa mới thử sức và trải qua với lại là một cái đề thi mà cô Phương đã dự đoán mức độ đầy thi thật và hôm nay thì có rất rất đông các bạn tham gia thi mình gần thi rồi cho nên là có rất là nhiều bạn cũng muốn là thử sức xem là hiện tại thì mình đang được uh, bao nhiêu điểm với một cái đề mà rất là sát với đề thì thật như thế này thì trong buổi tối ngày hôm nay thì cô phư sẽ livestream và chữa chúng ta luôn cái đề thi này tất nhiên là trong khuôn khổ livestream ở trên page thì cô sẽ chữa khoảng 60% đề thôi những à, bạn nào mà chúng ta có khóa của cô phư thì chúng ta sẽ vào trong khóa vip 90+. plus 2024 của cô Phương nhá thì chúng ta có cái đáp án chi tiết full của cái đề này yeah. và khóa VIP 90 plus là khóa mà mình sẽ được học livestream hàng ngày cùng với cô Phư một ngày một bài và có rất nhiều các cái bài giảng quan trọng ở trong khóa khóa VIP 90 plus cũng bao gồm thêm một cái khóa ngân hàng đề cực kỳ dễ trúng tục đấy ạ cho nên là các bạn sẽ như bạn nào mà đến bây giờ mà chúng ta vẫn còn chưa có khóa VIP 90 plus của cô Phu thì chúng ta inbox page, page này giúp cô để mình đăng ký khóa học này nhé và về nhận xét thì hôm nay chúng ta thấy rằng là đề thi của chúng ta có rất là nhiều những cái câu hỏi hay, dễ trúng tục trong đề thi chính thức với chuẩn cấu trúc đề thi minh họa năm 2024 và có cái tính chất là dự đoán với cái mức độ đề thi thật và để mà đạt mục tiêu 7 cộng trong bài thi thật thì mục tiêu này với mục tiêu này các con sẽ cần đạt khoảng hơn trên 6,8 điểm với cái bài thi ngày hôm nay mục tiêu 8 cộng thì mình cần đạt trên 7,8 điểm Vậy, và mục tiêu 9 cộng thì mình cần phải đạt ít nhất là 9 điểm đối với đề thi này Tức là đề thi rất là sát rồi Và với đề thi này nếu như em đạt 3, 4, 5 điểm Thì mình nên học combo cấp tốc hoặc là vip 90 plus Để mình nắm chắc điểm 8, chinh phục điểm 9 ạ Với các bạn mà đạt 6 đến 7 điểm Thì mình nên, mình nên học vip 90 plus giúp cô để mình nắm chắc điểm 9 Và với những bạn đã được 8 cộng rồi Thì chúng ta nên học problem plus Để mình nắm chắc điểm 9,4 và chinh phục điểm 10 Lộ trình học chi tiết từng ngày theo định hướng đề minh họa này thì các em inbox fanpage để nhận nhé. Bây giờ thì cô sẽ, sẽ bắt đầu chữa chúng ta vào cái đề thi này ạ. Vừa rồi mình đã vừa mới làm xong đến bây giờ mình xem phố chữa thì chắc chắn là sẽ rất là hiệu quả. Bây giờ với câu số 1 nhé, mình phát âm như thế này. Đáp án A mình sẽ đọc cho cô là hide. Đáp án B nó là Feel. Đúng không? Đáp án C nó là miss. Đáp án D nó là skip. Như vậy câu này mình phải khoanh đáp án A đúng chưa? Hide nhá. Xem câu số 2 Cancel Nghĩa là hủy Thì cái này nó là Career yeah. Nó lại là Career Secure Nó cũng là Secure yeah. Và recur Recur group, Nó là yeah. Như vậy câu này nó phải là cancel Đúng yeah. Rồi sang câu số 3 chúng ta sẽ đến với phần đánh dấu trọng âm ở đáp án A chúng ta có finish đây là động từ hai âm tiết âm cuối của chúng ta là cái âm H này đó là âm tiết nhẹ cho âm nhấn cho cô bấm âm tiết một này và phát đã gặp một cái động từ hai âm tiết đặc biệt luôn conclude là động từ hai âm tiết bình thường cho âm nhấn cho cô bấm âm tiết hai advise động từ hai âm tiết cho âm nhấn với tiết hai improve động từ hai âm tiết cho âm nhấn với tiết hai như vậy câu này mình khoanh đáp án A ạ sang câu số 4, genius đây là danh từ ba âm tiết cho âm nhấn cho cô bấm âm tiết một temptation danh từ ba âm tiết nhưng có âm sườn cho âm dư vị thế là âm tiết thứ hai tiếp theo mình có dishwasher nó là danh từ ghép ạ à. ghép thì danh từ ghép trọng âm sẽ nhấn cho cô vào âm tiết một dealership thì nó cũng là danh từ ghép ạ à. nó ghép giữa dealer và tức là nó là dealership thì cái ship này nó kiểu là nó là cái đuôi ấy, không ảnh hưởng và dealer chắc chắn là nó cũng nhấn vào cái deal này rồi thì nó cũng là âm tiết thứ nhất cho câu này mình khoanh đáp án b này ok chưa rồi sang câu số 5 many young people are adopting a green lifestyle phải này a lot of benefits to the environment Bây câu này mình có một cái mệnh đề ở phía trước rồi có chủ ngữ này có động từ này và có tân ngữ như này rồi là nhiều người trẻ đang thực hiện một cái lối sống xanh phải cái điều này nên là mình muốn dùng một cái từ mà thay thế cho cả mệnh đề ở phía trước thì chắc chắn là mình sẽ dùng which sau đó mình cộng với động từ số ít giúp cô này tức là mình dùng which brings Yeah, which brings hoặc là mình có thể giảm cái mệnh đề này đi thì mình dùng cho cô là vốc in để giảm mệnh đề nên câu này mình sẽ chọn đáp án C giúp cô ạ bringing dùng hiện tại phân từ vốc in để rút gọn mệnh đề quan hệ yeah. thay cho which brings thay cho which brings thì mình sẽ dùng bringing được chưa nhiều người trẻ thì đang theo đuổi cái lối sống xanh phải cái điều này nó mang lại nhiều lợi ích cho môi trường rồi câu số 6 ạ we should take urgent steps to protect the ecosystem. Câu hỏi đuôi đúng không? We thì cái đuôi của chúng ta cũng vẫn là we nhá. Cái này khẳng định, cái này phủ định. Và phủ định của cái shoot này thì mình sẽ dùng cái từ đền luôn. Đúng không? Cái trợ động từ chúng ta ở đây là động từ khuyết thiếu. Thì mình sẽ dùng cái dạng phủ định của nó thôi, nó sẽ là shouldn't. Chúng ta cần phải áp dụng những cái biện pháp khẩn cấp để bảo vệ hệ sinh thái, có phải không? Câu số 7, he decided to buy this shirt. Because it was than that one, anh ta đã quyết định là mua cái áo này bởi vì là nó rẻ hơn cái áo kia rồi có gian đây là câu so sánh hơn. Thì câu này mình sẽ dùng gì? Nghe này so sánh bằng. So sánh hơn với cái từ cheap thì mình sẽ dùng cheaper chứ mình không dùng more cheap. Nếu cheap đây là nó có một âm tiết thôi, cho nên mình dùng cheaper ạ. À? Nha. Mình dùng cheaper Còn cái này là the cheapest là Sánh hơn nhất thì làm sao mà đi với gian được nữa Đúng không? Trên cái này mình dùng cheaper giúp cô Anh ta đã quyết định là mua cái áo này Bởi vì là nó rẻ hơn cái áo kia Câu số 8 ạ We will throw a small party Câu này có tương lai và mình cần có một cái sự hòa hợp về thì ở bốn đáp án A B C D này. Thì cái sự hòa hợp về thì ở đây của chúng ta nhé, sự hòa hợp về thì nhé. Thì cái này tương lai bên này mình sẽ cộng cho cô lên từ sau đó cộng với lại là hiện tại hoặc là hiện tại hoàn thành đó. đúng công thức này cho nên là mấy cái quá khứ này là thôi chia, chia tay luôn này còn sau liên từ chỉ thời gian cũng không được phép đi với tương lai chú ý cho cô nhé đấy, sau tất cả những cái liên từ chỉ thời gian thì không được cộng với tương lai Cho nên là mình cũng loại có thể chọn ra bán C này chúng tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ ngay sau khi chúng tôi thi xong Hay tổ chức bữa tiệc lớn đi chứ này các <laughs> sự chỉ ạ Our house nhà của chúng tôi này, trang trí decorate trang trí thì phải là được trang trí rồi đúng không ạ? Phải là được trang trí rồi, được trang trí này chính là cấu trúc câu bị động rồi. Câu bị động là mình rất hay phải dịch ra nha các bạn. Mình dịch ra nhà của chúng tôi là được trang trí với lại là hoa và bóng bay trước cái kỳ nghỉ lễ. Mà bị động thì tức là nó sẽ phải có be và phân từ hai Thì cái này uh, was decorated là cũng được này cái này là chủ động của quá khứ đơn cái này là chủ động của tương lai đơn và cái này là chủ động của thì hiện tại hoàn thành cái câu này mình sẽ dùng was decorated our house was decorated with flowers and balloons before Tet holiday nhà của chúng tôi đã được trang trí với lại là hoa và bóng bay trước cái kỳ nghỉ lễ thì nghỉ Tết nữa câu số 10 the R&D team is a new development project after completing the current one nào cái phòng nghiên cứu và phát triển thì sẽ cái gì đấy một cái dự án phát triển mới sau khi hoàn thành xong cái dự án hiện tại thế mình sẽ có là put up đây thì nó là phrase verb nghĩa là dựng một cái gì đấy lên take on nghĩa là đảm nhận keep away nghĩa là tránh xa nghĩa là keep away from something còn cái đó là xuống tàu xe thì đảm nhận đúng không đảm nhận một cái dự án nhé cái phrase verb khá là đơn giản như thế này nhưng mà nếu như mình chưa học thì mình cũng sẽ không làm được thôi rất là đơn giản, đúng chưa? Rồi, tiếp tục giúp cô sang câu số 11 này. There is a big gì? Câu hỏi về từ loại. Bây giờ có ơ là một rồi. Một cái gì đấy to thì rõ ràng là cái này thiếu một cái danh từ. Một cái gì đấy rất là to này. Giữa cái việc đọc và viết một cái chuyện ngắn. Thì bây giờ mình sẽ có là một cái danh từ. Difference là danh từ này. Differ là động từ này. Differently đây là trạng đúng không? Và different là tính. Trạng mà bỏ ly đi thì lại sẽ là tính. Nên câu này mình dùng danh từ thì mình dùng difference. Các bạn thấy 11 câu đầu tiên nó dễ chưa ạ? Trừ câu số 10 ra là hơi khó một tí chứ còn là 10 rồi là 10 câu rồi, rồi rất là rất là đơn giản. There is a big difference between reading and writing a short story. Có một cái sự khác biệt lớn giữa việc đọc và viết một câu chuyện ngắn. Câu số 12 ạ. Bây giờ là kiến thức về danh động từ và động từ nguyên mẫu với cấu trúc với manage thì nó sẽ đi với to verb. Nghĩa là thành công trong việc xoay sở thành công hoặc là xoay sở làm được một cái gì đấy. Câu này mình có là many freshmen have managed to to này, to live independently. Nhiều sinh viên năm nhất thì đã thành công trong cái việc đó là sống tự lập, sống độc lập. Được chưa Manage phải đi với to verb ạ, à, không đi với Ving, không đi với to ạ. Verb nguyên mẫu thì cũng thôi. Câu số 13, ba, he's a lifelong vegetarian. He doesn't eat meat rồi anh ta là một cái người ăn chay gọi là ăn chay trường anh ta không ăn thịt thì cái thịt này là thịt nói chung thôi chứ không phải là anh ta không ăn một cái loại thịt cố định nào đấy một cái loại thịt xác định một cái loại thịt cụ thể đây là thịt nói rất chung chung và thịt lại là danh từ không đếm được thì ạ cho nên là bắt buộc là mình sẽ không đếm gì giúp cô ạ he doesn't eat meat câu số 14 almost all famous artists nhớ cho cô là almost không đi trực tiếp với danh từ mà nó sẽ phải là có thêm all hoặc là every Yeah. hầu hết tất cả những cái người nghệ sĩ nổi tiếng này are accustomed to the loss of privacy that celebrity yeah. thì câu này là mình sẽ có một cái từ mà có cùng trường nghĩa yeah. và câu này là câu khó trong cái bài ngày hôm nay và cũng là một câu rất là hay nhá câu này có nghĩa ra là gì hầu hết tất cả những cái người nghệ sĩ nổi tiếng này thì đều quen với cái việc đó là bị mất đi cái sự riêng tư yeah. cái mà cái mà nó xảy ra cùng với lại là cái sự nổi tiếng nhá yeah. thì câu này mình sẽ có một cái cấu trúc đó là cái mà xảy ra do cái gì hoặc là xuất hiện do cái gì ấy thì mình sẽ dùng cái từ attend Đấy, mặc dù là mấy cái từ này thì mình có nghĩa hơi nan ná không giống nhau tham gia rồi là vân vân attend thì nó cũng là tham gia nhưng mình có một cái nghĩa lại của từ attend có nghĩa là nó xảy ra cùng lúc với hoặc là xảy ra do cái gì ạ à. à. that attends celebrity nghĩa là cái mà xảy ra là do cái sự nổi tiếng ạ à. Ừ, câu rất là hay nhé. Câu số 15 Peter accidentally knocked down the vase while he gì đấy to reach for the book. Thì anh ta vô tình là cái gì đấy này. Đây là quá khứ đơn. Thì bên này mình nghĩ, nghĩ ngay đến cái cấu trúc học tủ quen thuộc đó là khi anh ta đang làm gì đấy thì anh ta vô tình làm sao đấy một cái hành động xen vào một cái hành động đang diễn ra đúng không ạ hành động đang diễn ra chi cho cô ở quá khứ tiếp diễn và hành động xen vào chi ở quá khứ đơn Đấy, thì tức là khi anh ta đang cố gắng là với cái quyển sách thì anh ta vô tình là làm rớt cái lọ hoa Vỡ toang cái lọ hoa của mẹ <laughs> Rồi, sang câu số 16 ạ He decided to apply for the gì đấy này Of sales representative Though he didn't have enough qualifications Anh ta đã quyết định là sẽ xin một cái vị trí Xin cho cái vị trí gì? Thì hôm nay mình sẽ dùng cho cô cái đó là post hoặc là position đó là cái vị trí ạ. Anh ta quyết định là sẽ xin cái vị trí đó là đại diện bán hàng mặc dù là anh ta không có đủ bằng cấp. Còn từ location thì chúng ta có nghĩa là địa điểm nhá. Place là nơi ạ và destination có nghĩa là điểm đến. Thì nó không đúng rồi đúng không? À, sang câu số 17 My mother always reminds me to gì đấy the bed after waking up. Được chưa? Thì câu này mình sẽ có cái cấu trúc đó là dọn dọn giường sắp xếp chăn màn ở trên giường thì câu này mình sẽ dùng cho cô một cái một cái cấu trúc collocation thường gặp đó là gì mẹ tôi lúc nào cũng nhắc nhở tôi là phải dọn giường trước sau khi ngủ dậy sau khi ngủ dậy là phải dọn giường thì mình sẽ dùng cho cô từ make make the bed ok câu số 18 mình sẽ có cấu trúc là it cộng với lại là to be cộng với tính từ ạ và sau đó mình sẽ cộng với lại là nếu mà một cái gì đấy rất là tốt của ai đấy thì mình sẽ dùng là of somebody ạ. To do something. Thì cái cấu trúc này có nghĩa rằng là somebody thì như thế nào đấy khi mà làm gì. Tức là ai đấy rất là tốt khi mà làm gì đấy. Thì mình sẽ nói rằng là it's very kind of you. Yeah, bạn thật là tử tế It's very kind of you Bạn thật là tử tế khi mà dẫn tôi đi tham quan thành phố yeah. Câu số 19 After winning approval for the project The manager set it in the initiating the first phase of construction. Và sau khi giành được một cái gọi là duyệt cho cái dự án thì quản lý đã bắt đầu tiến hành gọi là thực hiện tiến gọi là khởi đầu cho cái giai đoạn đầu tiên của cái việc xây dựng. Thì cái set something gì? Set something gì nó có nghĩa là bắt đầu gọi là khởi động một cái quá trình. Thì là set it in train. Đây là một cái idiom cực kỳ mới lạ. Được chưa? Và có lẽ là rất là ít bạn đã nghe nói về cái này đúng Và set it in train ở đây có nghĩa là bắt đầu một cái quá trình nào đấy Bắt đầu lên tàu, để tàu bắt đầu chạy Đúng không? kiểu như là bắt đầu gọi là chạy dự án đấy Và khởi xướng cái giai đoạn đầu tiên của cái việc xây dựng Đấy nhá, cho nên là cấu trúc y điểm này nhá đấy, rõ ràng rất là hên xui đúng không ạ Khi mà mình làm nhiều đề Thì mình sẽ va phải những cái y điểm như thế này Đấy, thì mình sẽ gọi là nhớ mang máng Đến lúc đi thi là mình sẽ làm được bài thôi còn nếu như mình làm ít đề, mình va phải ít những cái ý điểm đi thi mình sẽ rất là hên xui. Nhưng có bốn đáp án ABCD thì cứ khoanh nếu mà không biết thì cứ khoanh bừa coi sao ạ. <laughs> biết đâu may mắn lại mỉm cười với mình. Rồi bây giờ mình sẽ cùng đến với ba câu hỏi tìm lỗi sai nhé. Ở câu số 20, The ferocious storm which claimed 20 lives was not comparative with others in previous years. Cái cơn bão rất là khủng khiếp. Như là cái mà đã cướp đi 20 mạng sống thì nó không nó không tương đối cái từ comparative nghĩa là tương đối ạ yeah, comparative nghĩa là tương đối thì cái, cái tương đối này nó sẽ không liên quan thì không gọi là tương đối đúng không ạ thì không tương đối với lại là những cái khác ở trong những năm trước đó thì cái từ tương đối này nó sẽ không ổn nha các bạn nha yeah mình sẽ nói rằng là nó không có thể so sánh được với những cái khác thì cái từ này là mình sẽ dùng cho cô cái từ đó là không so sánh được đấy ạ mình sẽ dùng cho cô cái từ đó là không so sánh được đó là từ comparable ok nên dùng cho cô từ comparable comparable nghĩa là có thể so sánh được còn comparative nghĩa là tương đối ạ ok rồi câu số 21 này our class goes on a field trip to a popular heritage site in Hue last weekend. Last weekend mà lại chỉ hiện tại đơn thì sai rồi, nó phải là quá khứ đơn, thì dùng went. Được chưa? Rồi, câu số 22, he's always careful with his personal belongings, never leaving it unattended. Nào, anh ta luôn luôn cẩn trọng với lại là đồ đạc cá nhân của mình, tư trang của mình, không bao giờ để nó nó ở đây là nó là cái gì ạ? Không bao giờ để nó là gọi là không có người coi sóc tức là unattended ở đây mình đã học rồi unattended có nghĩa là không có người trông coi nhưng mà đồ đạc không có người trông coi thì cái từ it này nó sai này bởi vì nó ứng với lại là personal belongings đó là những cái gọi là đồ đạc đúng không đồ đạc tư trang cá nhân đấy thì chỗ này mình phải dùng them ạ và mình sẽ không có sửa belonging thành không có s được đâu ạ bởi vì bản thân cái từ này là nó sẽ là có s để nói về đồ đạc tư trang cá nhân thì nó là một cái danh từ số nhiều cho nên là mình sẽ cần cái đại từ tâm để quy chiếu này đó sang câu số 23 câu hỏi giao tiếp xã hội thì mình có là Nathan and Bruce are on the phone hai bạn nói chuyện điện thoại ạ. How about meeting at the coffee shop tonight? Hay là gặp ở quán cà phê tối nay được không? Đây là cái câu mà người khen khi mà người ta dùng là How about hoặc là what about? cậu với bình nghĩa là hay là làm một cái gì đấy đi từ một cái kiểu một cái kiểu câu rủ mình dùng let's cộng với verb cũng là một kiểu câu là rủ hay là chúng ta hãy làm gì đi shall we do something thì với những cái câu rủ như thế thì người ta thường hay trả lời là cái đây à ý kiến hay đấy never mind nghĩa là không sao đâu không sao đâu là khi mà người ta xin lỗi mình thì mình nói không sao cảm ơn bạn này không đúng này don't mention it cũng không đúng được chưa Câu số 24, Thư và Thanh đang nói chuyện về đời sống hoang dã thì Thư đưa ra một câu statement như sau I think we should protect species habitat Tớ nghĩ rằng là chúng ta nên bảo vệ cái môi trường sống của các loài vật Thôi, ai dám phản đối với ý tưởng này <laughs> Chắc chắn là đồng tình gì đó và ở đây mình có nói thêm This can help prevent mass extinction Cái điều này có thể giúp ngăn chặn là cái sự tuyệt chủng hàng loạt thì đồng tình đây mình sẽ có là gì? I don't think so. Tôi không nghĩ vậy. Sorry to hear that. Xin lỗi khi phải nghe thấy điều đấy. I'm afraid not. Tôi so e là không. You can say that again. Bạn có thể. Tôi hoàn toàn đồng ý với bạn. Tức là bạn có thể nói điều đấy lại một lần nữa. Tức là tôi đồng ý với bạn. Rồi. Tiếp theo mình có các câu hỏi viết lại câu trách nhiệm nhé. Câu số 25 chúng ta có như sau. We last had a trip together five years ago. Đó là chúng tôi gọi là lần cuối là có một cái chuyến đi cùng nhau là năm trước đây 5 năm trước đây, tức là cách đây 5 năm đây là lần cuối Tức là từ bấy cho đến nay là đã, đã không làm gì Đấy chưa? Từ bấy cho đến nay là đã không làm gì Trong 5 năm thì mình sẽ nói là not Cộng với lại là hiện tại hoàn thành Để chỉ một cái hành động bắt đầu từ 5 năm trước đây cho đến tận nay Đến tận bây giờ Đấy chưa? Cộng với hiện tại hoàn thành hoặc là hiện tại hoàn thành tiếp diễn cũng được Đấy chưa? Và cộng với lại là for 5 years Từ bấy đến nay không làm gì trong 5 năm ạ We haven't had a trip together for five years. Đấy, đáp án đúng ngay ạ. Chứ không phải là đáp án A đó là chúng tôi đã có một chuyến đi cùng nhau trong 5 năm. Không phải là lần đầu tiên chúng tôi có một chuyến đi cùng nhau là năm trước đây. Không phải là lần đầu tiên. Chúng tôi đã bắt đầu gọi là có chuyến đi cùng nhau là năm trước đây cũng không phải ạ. Mà lần cuối. ạ. Tức là từ bấy đến giờ là không. Đấy ạ. Câu số 26 chúng ta sẽ có là chuyển từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp. Mình sẽ có như sau ạ. Vivian asked her father Vivian mới hỏi bố này, How will we travel to the island tomorrow? Vivian hỏi bố nhá. Đấy à? Thì là bằng cách nào này. Nó phải là họ đúng không? Nhưng mà mình không được đảo trợ động từ lên chức chủ ngữ này, cho nên là mình loại câu này. Họ này, nhá. Và will thì khi mà dùng will trong câu trực tiếp sang câu gián tiếp mình phải dùng would. Thế là loại được thêm một đáp án nữa. Nhạ. Would travel to the island và cái tomorrow là ngày mai nhưng mà ngày mai của câu trực tiếp thì trong câu gián tiếp mình phải chuyển thành là cái ngày hôm sau đó Thế là câu này mình chọn đáp án A chứ mình không chọn tomorrow yeah. bởi vì là tất cả những cái mà ngày mai đều phải chuyển thành là ngày hôm sau đó tuần sau phải chuyển thành là tuần sau đó yeah. đây phải chuyển thành đó yeah. câu số 27 mươi is necessary for you to research carefully about the university before applying rất là cần thiết cho bạn là phải nghiên cứu thật là cẩn thận về cái trường đại học trước khi mình xin, dạ, xin vào. thế tức là bạn phải nghiên cứu, bạn có thể nghiên cứu, bạn nên nghiên cứu hay là bạn, bạn có thể nghiên cứu có thể không. thì rõ là cần thiết như tức là nên, mình cần mình nên làm gì. chứ không phải là mình có thể, không phải là mình phải, mà là mình nên, đấy ạ. bạn cần phải làm cái điều đấy tức là bạn nên nghiên cứu kỹ về cái trường đấy trước khi mình nộp đơn. câu số hai mươi tám. You can be late for school. You have to hurry. bạn có thể là bị muộn học đấy. bạn phải nhanh lên. thế mình sẽ có này. với câu điều kiện if. nhưng mà cái cấu trúc này ấy, là cái cấu trúc câu điều kiện mà nó có thể xảy ra. chứ không phải là không thể xảy ra. nhá? bạn có thể bị muộn. bạn phải nhanh. tức là nếu bạn không nhanh thì bạn sẽ bị đi học trễ. đó là cái có thể xảy ra mình chỉ dùng câu điều kiện loại một thôi. nếu bạn mà chọn là câu điều kiện loại 2 như thế này là sai bét luôn này. Yeah. Nó không phải là cấu trúc câu giả định đâu mà mình dùng câu điều kiện loại 2. Nó có giả định cái gì đâu. Đây là cái thực tế có thể xảy ra dùng câu điều kiện loại 1 thôi ạ. À. Nếu như bạn nhanh thì bạn đi muộn thì nó lại nó lại sai về nghĩa. Thì có thể cho ra án đi này. Nếu bạn không nhanh là bạn có thể bị trễ học. Đúng không? Câu số 29. Passengers are forbidden to bring pets on the train. There's no exception whatsoever. Hành khách bị cấm mang động vật nuôi lên trên tàu. Dạ. Không có bất kỳ một cái ngoại lệ nào hết Cái whatsoever này mình sẽ hiểu nó như kiểu là Cái từ at all ấy Không có bất kỳ một ngoại lệ nào cả Ở đáp án A, đáp án A sai bởi vì cái này là Thì quá khứ đơn là sẽ sai các bạn Đáp án B, không có cái hoàn cảnh nào Mà những cái người khách là được phép Mang pets lên tàu Thì cái này đúng đúng không Không có cái hoàn cảnh nào ạ, dạ. mà được phép mang pets lên tàu Là đúng này, đáp án C không có hoàn cảnh nào Mà hành khách bị cấm Không bị cấm thì không đúng này không có lý do gì mà hành khách bị cấm, Bị ngăn cản không đúng ạ. Phải là không có hoàn cảnh nào mà uh, những cái người hành khách là được cho phép. Được chưa? Và tiếp theo mình sẽ cùng đến với hai câu hỏi Từ từ trái nghĩa nhé. Câu số 30, Laura is my best friend. She's always willing to lend me a helping hand when I am in trouble. Laura là bạn thân nhất của tôi này, cô ấy luôn luôn sẵn sàng, sẵn sàng là trái nghĩa với lại là cái gì? Một đằng là sẵn sàng, một đằng là do dự hesitant đó là do dự mình chọn cái từ này giúp cô ạ cái này nghĩa là do dự à, sẵn sàng cho tôi mượn một tay đúng không sẵn sàng là giúp tôi một tay khi tôi gặp rắc rối ready là sẵn sàng confident là tự tin và weak là yếu kém Câu số 31 ạ. During the interview, Henry impressed the interview panel by thinking on his feet and giving clever solutions. Đó là trong cái phỏng vấn ấy thì Henry đã gọi là gây ấn tượng đối với lại là hội đồng phỏng vấn bằng cách là gì đấy ạ bằng cách là gì suy nghĩ rất là nhanh kiểu như là tự mình nghĩ ra tức là đứng ở trên cái đôi chân của mình nghĩ gọi là tự mình nghĩ ra này và đưa ra những cái giải pháp rất là thông minh đấy, và với một cái câu y điểm như thế này ấy, thì những cái đáp án mà nó có fit như thế này nó sẽ sai ví dụ như là làm bị thương chân hay là chạy nhanh là sẽ sai bởi vì câu y điểm đó là câu cần chúng ta phải dịch nghĩa bóng cho nên những cái nghĩa đen thì nó sẽ sai Bây giờ mình có hai đáp án này ngược nghĩa nhau Một cái là nghĩ nhanh và Một cái là phản ứng chậm Thì câu này là anh ta gây ấn tượng Thì phải là là nó là nhanh Và trái với nó là phải là chậm Thì bài này là bài câu hỏi tìm từ trái nghĩa mà Đúng chưa? Nhưng mà mình có thể không biết nghĩa Nhưng mình vẫn đoán được Rồi tiếp theo với câu số 32 The meeting was originally arranged For March the 8 But it has been delayed Until next week Buổi họp là ban đầu được lên kế hoạch là vào ngày mùng 8 tháng 3 nhưng sau đấy nó đã bị trì hoãn. Thì cái từ arrange này nghĩa là lên kế hoạch, nó sẽ giống như kiểu là từ scheduled. Từ này chuẩn nhất luôn là bằng với scheduled. Còn nếu không thì có thể dùng planned. Yeah, delivered nghĩa là giao hàng. Establish là thành lập nhá. Còn predicted nghĩa là dự đoán ạ. Rồi sang câu số 33. The workshop was tedious. So many people left Before it ended Cái buổi hội thảo thì đã rất là tẻ nhạt Vì thế này Vì vậy này Thể hiện kết quả nhá Nhiều người đã bỏ về trước khi nó kết thúc Thì tẻ nhạt đây nó sẽ bằng với lại là Boring Ở đây chúng ta còn có happy Nghĩa là vui vẻ này Easy là dễ dàng Và fascinating nghĩa là thú vị hấp dẫn Thì con này mình dùng boring cho câu này Tedious sẽ bằng với lại là boring Nhờ yeah. uh... Phần đọc đi là phần đọc hiểu là những phần mà cô sẽ chữa được quyền ở trong khóa Nhưng mà có thể là hôm nay thì mình um, là các con xem rất là đông Cho nên là hôm nay cô sẽ chữa thêm cho chúng ta một cái bài đọc điền nữa nhé Với chữa nốt thêm 5 cái câu hỏi đọc điền này Mình có hai bài đọc hiểu cực kỳ là hay và chất luôn Nhưng mà cái này cô chữa được quyền ở trong khóa Bạn nào mà có khóa mình vào xem đáp án giúp cô ạ Mình có đáp án chi tiết là ở trong khóa Với một cái bài đọc hiểu rất là dài và khó như thế này Đậm chất gọi là phân hóa đấy chưa ạ bây giờ mình sẽ chưa cái bài đọc đến giúp cô nhé nào rất nhiều người dù chúng ta thường phân vân là không biết là tương lai thì nó sẽ như thế nào gì đấy mọi người tin rằng này những cái tiến bộ chính trong công nghệ sẽ xảy ra cái mà dẫn đến sự cải thiện trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta bây giờ mình có people đây đó là danh từ đếm được số nhiều danh từ đếm được số nhiều ạ thì nó sẽ phải là gì h Đi với danh từ đếm được số ít giờ cũng thế ạ Nhờ cái này đi với danh từ đếm được số ít Some Đi với danh từ đếm được số nhiều Much Đi với danh từ không đếm được Đây là câu này mình dùng some giúp cô ạ Some people Some people believe major advances In technology Will occur which will result in improvements to our everyday lives. Các nhà khoa học thì đã dự đoán này là sẽ có sự khan hiếm về nhiên liệu hóa thạch và sự thay đổi trong cái gọi là kiểu thời tiết của thế giới. Tuy nhiên, một cái thay đổi quan trọng gì đấy sẽ có một cái tác động mà gọi là rất là gì đấy ạ? Ở mình tức là kiểu như là gây gọi là gây cảnh báo ấy lên tất cả chúng ta là bây giờ có động từ chính là is rồi một cái sự thay đổi đấy là gì thì bây giờ cái chỗ này nó sẽ là mệnh đề quan hệ đại từ quan hệ ạ được chưa một cái thay đổi cái mà mình có thể dùng that hoặc là which thay cho cái change này thì mình dùng that hoặc là which cô cho nên câu này mình dùng that một cái sự thay đổi cái mà ạ cái nguyên nhân chính của cái việc mà khan hiếm nước mà rất là gây khó chịu này chính là sự ấm lên toàn cầu, biến đổi khí hậu và cái dân số thế giới tăng nguồn cung nước ngọt thì cái mà đến từ là những cái tảng băng ở trên núi rồi là chảy xuống hồ xuống sông thì nó đang giảm dần đi và cái điều này là cũng dẫn đến dẫn đến ở đây thì mình sẽ dùng cho cô đó là contribute to là nó đó là đóng góp vào đóng góp vào nhá result đi với in nghĩa là dẫn đến kết quả là relate to thì nó lại mang nghĩa là liên quan đến ạ còn amount amount của chúng ta thì nó sẽ đi với có thể đi với to nghĩa là cái cái lượng nó lên đến đâu ạ ừ. thì cái câu này mình dùng là nó sẽ gì đấy góp phần vào góp phần vào cái sự khan hiếm này những nhà phân tích về nước và những nhà lãnh đạo chính phủ thì cần phải bắt đầu là thực hiện những cái sự thay đổi nghiêm trọng đối với cái cách mà việc sử dụng nước được quản lý và họ cần phải tìm những cái gì đấy mới cái mà sẽ có thể đáp ứng được cái nhu cầu của lượng dân số càng ngày càng tăng cần phải tìm những cái gì ạ những cái nguồn mới những cái nguồn nước mới đúng không ạ ví dụ như là nước từ sao hỏa chẳng hạn <laughs> những cái nguồn mới origins là nguồn gốc root là gốc rễ và bikini nghĩa là khởi đầu cái này mình dùng là new sources những cái nguồn mới cái mà sẽ có thể đáp ứng được nhu cầu của một cái lượng dân số càng ngày càng tăng và câu hỏi cuối cùng nhá cái gì đấy nhiều thứ cần phải được làm để kiểm soát sự ấm lên toàn cầu vì điều này sẽ giúp giảm cái việc khan hiếm nước cái này nghĩa là thêm vào đó đúng không hơn nữa là đúng không Chứ nó không phải là tuy nhiên Có rất là nhiều bạn cứ gặp cái câu này là Lập tức là khoanh tuy nhiên Nhưng mà cái này đâu phải là tuy nhiên đây chỉ nói rằng là họ cần phải làm cái này Và họ còn cần phải làm cái này Và hơn nữa là lại còn cần phải như này nữa Đúng không? Hơn nữa Câu này mình sẽ dùng hơn nữa à, Even though thì phía sau không có dấu phẩy Chứ nó sẽ loại luôn Therefore là do đó Câu này mình dùng hơn nữa nhé Hơn nữa là có nhiều thứ cần phải làm Để mà kiểm soát cái sự ấm lên toàn cầu bởi vì là nó cũng sẽ là ảnh hưởng đến cái gì đấy ạ, đấy, giảm cái sự khăn hiếm nước, người ta cần phải được gọi là có cái nhận thức về tình hình và được cảnh báo là không có gì đấy ạ, cần phải được cảnh báo này, đúng không? là không cảnh báo về việc không, không sử dụng nước này, đúng không? các công ty gọi là gì đấy, đa quốc gia cần phải đầu tư vào việc phát triển những cái hệ thống gọi là quản lý nguồn nước tốt hơn và nếu như chúng ta bắt đầu hành động ngay bây giờ thì chúng ta có thể ngăn chặn một cái cuộc khủng hoảng thế giới đó được chưa ok đấy thì là cái bài đây là cái bài đọc đền rất là hay của chúng ta nhé rồi như vậy là hôm nay cô đã chữa chúng ta tương đối gần hết cái bài dự đoán mức độ đấy thi thật phát triển đến minh họa năm 2024 đến số 4 nhá. Yeah. Hôm nay thì chúng ta đã học rất là tốt rồi. Thế là cô sẽ là các con trong các buổi livestream Một tuần tới nhé. Rồi, những bạn nào mà chúng ta vẫn còn chưa có khóa web Streamer Plus thì mình inbox page để mình vào khóa giúp cô ạ. Cô ơi, Phương cảm ơn các con và hẹn gặp lại các con trong các buổi học livestream tiếp theo. Night night.